Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Giữa nghi vấn rạn nứt vì người thứ ba, Lanh Thanh bất ngờ có hành động âm thầm dành cho nam em. Hành động của Lanh Thanh và nam em khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Chiều ngày 24 tháng 1, show diễn của NKT Ivan Trần nằm trong khuôn khổ chương trình Rạp Hip Hop Kids Fashion Show đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Show diễn thu hút đông đảo sự chú ý của giới mộ điệu cũng như nhiều nghệ sĩ như Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, Hoa hậu Phương Khánh, diễn viên Lanh Thanh. Đặc biệt hơn cả, show diễn này còn có sự xuất hiện của nam em trên sân khấu với vai trò người mẫu. Đây cũng là lần hiếm hoi nàng hậu và Lanh Thanh xuất hiện chung sự kiện kể từ sau nghi vấn rạn nứt vì người thứ ba. Dù cả hai vẫn giữ thái độ né tránh, hạn chế sánh đôi cùng nhau nhưng Lanh Thanh lại công khai dành cho nam em loạt hành động tình cảm. Theo đó, khi nửa kia đang biểu diễn trên sân khấu, nam diễn viên đã chăm chú roi theo từng hành động của nam em và thích thú quay lại cảnh cô nàng cắt toát. Điều này càng khiến khán giả không khỏi hoang mang về tin đồn cặp đôi đã đường ai nấy đi sau một tháng gắn bó vì sự xuất hiện của người thứ ba. Clip, tim qua đường bắt chọn khoảnh khắc Lanh Thanh thích thú quay cảnh nam em biểu diễn giữa nghi vấn rạn nứt, nguồn, TikTok. Nam diễn viên rất chăm chú nhìn theo từng bước đi của nửa kia. Đây cũng là lần hiếm hoi cả hai cùng tham dự sự kiện nhưng lại quyết không sánh đôi cùng nhau. Nam anh và nam em xuất hiện thần thái trên sàn cắt toát. Trước đó, nam em cũng nhiều lần đăng status bóng gió làm dấy lên tin đồn cô và Lanh Thanh đã toang vì sự xuất hiện của người thứ ba. Lanh Thanh bất ngờ thừa nhận thích nam em. Trước câu hỏi anh có thích em không, từ phía nam em, Lanh Thanh đã thẳng thắn đưa ra câu trả lời. Sau nhiều lần lấp lửng tình cảm cũng như thừa nhận rung động với Lanh Thanh, mới đây nam em thẳng thắn đặt câu hỏi nhằm giải tỏa những hoài nghi của bản thân về mối quan hệ với nam diễn viên trẻ. Cụ thể, trong tập 8 Vô Lăng Tình Yêu, nam em Lanh Thanh đã tham gia thử thách thật hay thách. Nhân cơ hội này, nam em đặt vấn đề với Lanh Thanh, anh có thích em không? Nam em thẳng thắn hỏi Lanh Thanh có thích cô không? Nhận được câu hỏi bất ngờ, nam diễn viên chị em tỏ ra khá lung túng. Tuy nhiên, sau vài giây ngập ngừng, Lanh Thanh lên tiếng thừa nhận. Anh nói, có, dễ thương như nam em không thích thì thật phí. Lanh Thanh đồng thời khẳng định những gì mình trả lời là thật lòng. Đây là lần đầu tiên trong suốt chương trình, nam diễn viên thừa nhận có rung động trước hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long. Bởi từ khi tham gia Vô Lăng Tình Yêu, nam em tiết lộ Lanh Thanh là người rất thích đùa, nhiều lúc cô không thể nắm bắt được suy nghĩ thật của anh. Điều này khiến nam em nhiều lần phân vân, vì không biết đàn anh có thích mình thật hay chỉ vui chơi. Vì vậy, câu trả lời thẳng thắn của Lanh Thanh ở tập 8 đã phần nào cởi nút thắt trong lòng người đẹp. Lanh Thanh có câu trả lời thật lòng với nam em. Thời gian gần đây, nam em và Lanh Thanh vướng nghi án tình trong như đã mặt ngoài còn e khi lộ hiên tình ái. Cụ thể, ở tập 7 Vô Lăng Tình Yêu, cặp sao đã có màn khóa môi đầy lãng mạn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.